Thưa quý vị, 9 tháng năm 2023, Bình Dương đã thu hút được 61.726 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh trong nước và 1 tỷ 275 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Dù có giảm nhẹ so với cùng kỳ, nhưng con số này vẫn cho thấy sự lựa chọn của các nhà đầu tư đối với Bình Dương là một địa điểm đầu tư hợp tác đầu tư lý tưởng. Đến nay, toàn tỉnh có 62.773 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký 692.000 tỷ đồng và 4.162 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 40,2 tỷ đô la Mỹ. Số liệu này cho thấy sự đa dạng của cơ cấu kinh doanh tại Bình Dương cũng như tiềm năng của tỉnh trong việc thu hút đầu tư. Đặc biệt, những năm gần đây, thu hút vốn đầu tư trong nước tăng cao đã góp phần nâng tầm về hoạt động thương mại dịch vụ, gia tăng sản xuất và xuất khẩu nhiều hơn. Thực tế các doanh nghiệp đã đầu tư Bình Dương nhiều năm trước đây, đến thời điểm này họ cảm nhận là Bình Dương hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư như thế nào. Chính vì lý do đó mà các doanh nghiệp mới thành lập hoặc là doanh nghiệp đã được thành lập đã lâu, mở rộng, thêm do đó là cái vốn đầu tư tăng lên. Và tôi nghĩ rằng trong tương lai gần thì cái vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong nước cũng sẽ tiếp tục đổ vào Bình Dương. Và tất nhiên là nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI cũng sẽ tiếp tục đổ Bình Dương. Thì rõ ràng là giữa khối doanh nghiệp nước ngoài và khối doanh nghiệp nước sẽ hỗ trợ lẫn nhau tạo một chuỗi cung ứng cho xã hội và có thể nói là cái chuỗi cung ứng cho toàn cầu. Với lợi thế của tỉnh Bình Dương, có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp FDI đầu tư đã mở ra nhiều cơ hội liên kết hợp tác giữa các thành phần kinh tế, không chỉ thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu mà từng bước nâng cao năng lực đổi mới công nghệ. Thì qua cái điều kiện mà tiếp xúc được với các doanh nghiệp lớn đó, thực tế là gì? Cả cái doanh thu và cả những cái mà gọi sao ta, sự mà gọi là phát triển của doanh nghiệp nó đều tăng cao. Cho nên để mà đón nhận những làn sóng đầu tư như hồi nãy mình đang bàn là mình nói là sẽ có một sự đoàn kết trong hội lại với nhau để mình làm sao mình để đáp ứng được cái văn hóa hội nhập đó, và cũng giống như là để đáp ứng được cái yêu cầu của ta. Tại vì nói doanh nghiệp nhỏ và vừa thì hầu như là các doanh nghiệp nước ngoài lớn á, thì người ta tìm những doanh nghiệp lớn, mà muốn doanh nghiệp lớn thì từ nhỏ và vừa đó ra sự đoàn kết là nó sẽ tạo ra cái doanh nghiệp lớn để mình đáp ứng được yêu cầu đó và sẽ phát triển. Đây cũng là mong muốn của tỉnh Bình Dương trong hoạt động thu hút đầu tư, khuyến khích sự liên kết phát triển giữa các ngành, giữa các doanh nghiệp. Thời gian qua, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, nhiều hoạt động giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh, quan tâm các doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tỉnh sẽ có giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, cải tiến kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, qua đó giúp doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp FDI. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục tăng cường đổi mới mô hình phát triển, tập trung các ngành, lĩnh vực có lợi thế, tiềm năng, ngành công nghiệp hỗ trợ, tạo động lực cho các doanh nghiệp chủ động hơn trong chuỗi giá trị. Bình Dương không chú trọng nâng cao số lượng dự án đầu tư, mà là làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, tạo ra sự tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế tỉnh.